Ngày 8, Đức Mẹ De La Quen gần Cuxan. Đức Maria thành Nazareth không bao giờ biết đến sự giữ luân lý. Nhưng điều cảm động nhất về đặc ân vẹn sạch của Đức Maria là lòng cảm thông từ mẫu mẹ dành cho những con người ô nhơ ưu phiền đã sa vào tội lỗi. Chúng ta kêu lên Đức Maria trong kinh cầu Đức Bà: Rất thánh nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Đức Mẹ cực tinh cực sạch, Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàn, Đức Mẹ chẳng dúng bợn nhơ, Đức Bà là gương nhân đức, Đức Bà như tháp ngà báo vậy, Đức Bà như đền vàng vậy, Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Hỡi người tín hữu, nam và nữ, thật lạ lùng khi mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa lại chăm sóc cho bạn và cho tôi. Thế mà mẹ đã làm. Trong tất cả những khốn khó của chúng ta, mẹ Maria đã cảm thông và yêu thương chúng ta. Như một người mẹ tốt lành đích thực, mẹ Maria sẽ không từ bỏ chúng ta cho đến khi, đúng theo mọi nghĩa, mẹ đã đưa chúng ta đến với con mẹ. Như thế, trong kinh chào kính nữ vương, một kinh nguyện thánh mẫu rất được yêu chuộng, chúng ta đã cầu nguyện: Sau cõi đời này, xin cho chúng con được xem thấy quả phúc của lòng mẹ. Kinh chào kính nữ vương. Chào kính nữ vương. Vincent P. McCorry, S.J.